Chào tất cả các bạn, rất vui được mình rất vui được tham gia workshop lần thứ hai, vì là lần workshop lần thứ một mình đã ở đây thì mình gặp rất là nhiều bạn mặt rất là quen, và lần thứ hai mình có mặt ở đây thì để support các bạn trong cái việc là phát triển cái sản phẩm của mình, và thông qua cái việc là chia sẻ một số những cái kinh nghiệm mà mình đã làm từng làm với cả sản phẩm OnePay. Hy vọng là IDG sau lần thứ hai này thì không ghét mình, mình có thể nói nhiều quá nhìn mặt ghét. Mình sẽ nói rất ít về cái sản phẩm của bọn mình, vì là ở trong này thì mình có chuẩn bị một số các cái slide khá là dài để nói về sản phẩm, tuy nhiên thì mình sẽ chia sẻ ít thôi, và mình chủ yếu thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm khi mà bọn mình làm. Ra thì cái thanh toán thì các bạn cũng biết là làm thanh toán thì ở đâu có tiền thì ở đấy thanh toán, đúng không ạ? Thì cái thị trường nội dung số của năm ngoái thì nó vượt quá khoảng tầm 1 tỷ đô. Riêng cái phần game thì nó đã khoảng 300 triệu đô rồi. Cho nên là cái thời điểm năm ngoái khi mà bọn mình start cái câu chuyện của OnePay vào khoảng thời gian đầu năm. Thực tế thì trước khi mà tham dự demo ASEAN năm ngoái thì bọn mình mới kinh doanh được có vài tháng thôi. Tuy nhiên thì trong vài tháng đấy cái dòng tiền nó đã chảy qua rất là nhiều rồi. Thì bọn mình mới detect thấy rằng là ok, thị trường nó có rất là nhiều tiền nó chảy qua các cái sản phẩm nội dung số như thế, nó hơn 1 tỷ đô. Năm nay thì năm 2014 này thì cái doanh thu thị trường game nó dự kiến khoảng tầm 14.000 tỷ. Thì câu chuyện là mình ở đâu trong cái bức tranh đó và mình có thể khai thác nó như thế nào. Thì đó là lý do bọn mình làm payment. Bởi vì mình thấy rằng cái thị trường nội dung số ở Việt Nam nó tăng trưởng rất là nhanh, và nó cần phải có một cái công cụ thanh toán chuyên nghiệp để có một cái sự hiện diện xứng đáng và khai thác cái cơ hội đấy. Bọn mình thấy được cái cơ hội này. Thanh toán, và tất cả các bạn ở đây thì đều là startup và làm các cái sản phẩm thanh toán thì các bạn thu tiền, đúng không ạ? Thì cái việc mà có một cái công cụ thanh toán thì nó là một cái điều kiện tiên quyết để các bạn có thể collect cái tiền từ cái người dùng của các bạn bằng cái này hay cái khác. Và công ty mà không có tiền thì cũng sẽ chết, đúng không ạ? Bởi vì các bạn không thể làm mãi bằng đam mê. Thì cái đấy nó đảm bảo cho cái việc là cái công cụ thanh toán nó đảm bảo cho cái việc là cái dòng máu của các bạn, cái tiền trong cái doanh nghiệp của các bạn nó luôn được chảy một cách đều đặn, nó luôn được đảm bảo. Thì đấy là cái vai trò của thanh toán đối với các bất kỳ một cái business nào khi mà các bạn làm sản phẩm, các bạn thu tiền. Chọn một cái kênh thanh toán ấy, thực ra là nó có nhiều tiêu chí lắm. Đầu tiên là sản phẩm của các bạn. Nếu mà sản phẩm của các bạn là sản phẩm nội dung số game chẳng hạn thì các bạn sẽ chọn một số thanh toán riêng. Hoặc là sản phẩm của các bạn mà là sản phẩm thương mại điện tử, các bạn sẽ chọn thanh toán riêng. Sản phẩm các sản phẩm khác, hoặc là để mà chọn nhà cung cấp thì nó cũng có vài cái, thì mình list ra ba cái mà mình nghĩ là cũng quan trọng. Đấy là uy tín. Thực ra thì cái gì thì nó được sẽ được tạo dựng theo một cái, sẽ có một cái history, và cái name của các bạn ở trên thị trường nó không phải là nó quyết định về cái việc là các bạn đã nói như thế nào, đã chém gió như nào, các bạn đã làm gì được. Và cái đấy thì khách hàng của các bạn sẽ tự động sẽ viral tất cả những cái thông tin này ra. Thứ hai là cái hệ thống kỹ thuật, thì cái này thì nó rất là ẩn ở đằng sau. Tuy nhiên thì những cái mà khi mà các bạn tiếp xúc thì các bạn sẽ thấy được rằng là bên nhà cung cấp nào tốt. Và cái quan trọng nhất mình nghĩ là tại thời điểm hiện tại đấy là support. Cái thời điểm mà mình làm một pay thì bọn nó bảo là bọn mình điên, vì là tất cả tại thị trường tại thời điểm đấy nó có khoảng tầm 30 cái công ty mà nó liên quan đến thanh toán nội dung số, thì bảo là tại sao mày, chúng mày lại làm một cái thứ mà bọn nó đang chết đến hết rồi mà tại sao chúng mày lại làm. Thì bọn mình nghĩ rằng là mỗi một cái startup hay bất kỳ một công ty nào khi mà tồn tại ở trên thị trường nó đều có một cái lý do cụ thể, và mình biết rõ là để mà tồn tại được thì một pay không phải chỉ đơn thuần cung cấp cho một khách hàng của một pay một cái kết nối đơn thuần để mọi người có thể thu tiền được, và nó còn n những thứ đằng sau đấy, nó liên quan đến tư vấn, liên quan đến công nghệ, liên quan đến support về mặt thông tin, giải quyết tất cả những cái tranh chấp nếu có thông qua. Và có những cái trường hợp mà cái người dùng khi mà sử dụng tất cả cái kênh thanh toán của mình thì có rất là nhiều những cái value khác, và nó rất là vô hình, và chỉ có thực sự trải nghiệm và thực sự ở cùng với nhau thì họ mới có thể thấy rõ được. Tức là những cái người mà đã cắm vào cái kênh thanh toán của mình thì rất ít khi có lý do gì mà có thể rời bọn mình được, đúng kiểu yêu rồi yêu chết luôn. Các cái hình thức thanh toán nội dung số thì bây giờ thì mình tổng hợp ít các cái nội dung số, thì mình tóm tắt lại thì thực ra thì nó chỉ có hai loại thôi.
một loại là qua telco và không qua telco. Qua telco thì nó từ xưa đến nay nó cũng chỉ có đâu đấy khoảng tầm ba bốn cái hình thức đơn giản, thu tiền của tin nhắn đúng không ạ, bạn nhắn tin, các bạn làm một cái thẻ, thẻ đấy thì ra mua ở ngoài store chỗ nào cũng có, thanh toán qua web browser hoặc là thanh toán những cái gói subscription. Ngoài ra thì các cái kênh thanh toán hiện tại bây giờ không liên quan gì đến telco cả thì cũng có rất là nhiều kênh thanh toán mà các bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như thẻ nội địa, các cái thẻ quốc tế, các cái ví thẻ các do các cái đơn vị trong nước phát hành, hoặc là các bạn thanh toán thu tiền COD thôi. Cái chuyện này thực ra bán nội dung số mà thu COD thì nghe cũng hơi buồn cười đúng không, thực ra nhưng mà nếu mà các bạn để ý là ở ở các cái cửa hàng điện thoại họ rất hay có cái dịch vụ là cài nhạc chuông phần mềm để bán những cái, thì thực ra cái đấy là họ thu tiền luôn, họ có vẻ là thông qua một cái công cụ thanh toán gì thôi, bạn trả rồi thì họ cài cho bạn. Ví dụ như vào bạn vào cửa hàng bảo cài cho anh 10 cái màn hình app và game cho cái iPad của anh chẳng hạn, họ cắm vào họ sync cho bạn, trả tiền để xíu đi. Ở Việt Nam mình thì nói về thanh toán thì nó cũng hơi phùng phồng, nhưng mà đấy để là các cái mà liên quan đến telco payment ấy, thì thực ra bây giờ thì các cái bên mà nhà mạng họ lấy cái tỷ lệ rất là cao. Và thực ra thì những cái kênh mà của telco payment thì chủ yếu là nó phục vụ cho các cái sản phẩm nội dung số khi mà cái chi phí sản xuất của các bạn nó thấp và cái margin lợi lãi nó cao thôi. Chứ còn đối với các cái sản phẩm mà hữu hình hoặc là những cái sản phẩm khác thì thực ra những cái hệ thống thanh toán thông qua nhà mạng là không hợp lý. Telco thì thường họ cầm tiền mình khoảng 2-3 tháng họ mới trả. Và là rất khó tiếp cận bởi vì họ rất là chảnh, mình công ty lớn mà bây giờ có một bên đến vào cắm bảo chả biết thấy công ty em kiếm được bao tiền, bảo công ty em chắc kiếm được khoảng tầm 100 triệu tháng, bảo biết đã công ty anh kiếm bao tiền không, bảo không, bảo anh kiếm 140.000 tỷ. Thế mà thế hai cái đấy nó rất là khác nhau không? Thì rất là khó để nói chuyện, thật sự là như thế. Thiếu thốn sự hỗ trợ, thực ra thì họ không, mình bé thì đương nhiên họ sẽ hỗ trợ mình ít thôi, bởi vì là cái gì kiếm ra cách đây khoảng tầm nghĩ khoảng tầm 5 năm thì có một cái đợt mà Viettel họ nợ tiền các cái công ty kinh doanh nội dung số khoảng tầm 6 tháng liền. Thế là tất cả các công ty cũng đến ngồi như này bảo Viettel anh trả em tiền cái không, vì 6 tháng em chẳng có tiền, bây giờ em chẳng biết vận hành kiểu gì. Thế là Viettel lúc đấy anh Hùng là phó tổng, anh quay ra anh hỏi giám đốc chúng phát bảo chú và sao tổng doanh thu của nội dung số VAT của chú so với cả doanh thu Viettel thì khoảng bao nhiêu? Thế là anh bảo là khoảng 2,5%. Mọi người dưới mà chết chết rồi, mình ngồi đây mình chỉ nói trong cái câu chuyện 2,5% doanh thu của Viettel thôi. Thì thực ra thì họ họ chỉ coi tất cả những cái thứ đấy bởi vì họ có thế của công ty lớn thì nó không phải là cái quan hệ partner. Nó thường thực ra thì khi mà mình làm với các telco thì nó vẫn là quan hệ xin cho nhiều hơn. Các cái payment các cái khác thì thực ra thì nó có một cái rất là buồn, đấy là cái độ phủ nó vẫn chưa đủ, kể cả ví điện tử, tất cả những cái ví điện tử thực ra thì mình cũng rất mong là ở Việt Nam có một cái ví điện tử nó đủ mạnh. Tuy nhiên thì tất cả những cái ví dụ Bảo Kim Ngân Lượng hay là Zing, Vcoin bây giờ nó chưa đủ mạnh, kết nối thì cũng hơi là khủng hoảng, vì là thực ra ví dụ như bọn mình làm thanh toán trên mobile chẳng hạn thì cái việc mà thanh toán của các cái thẻ bank ở trên mobile bây giờ nó cũng chưa được ready lắm. Mình cũng rất mong cái đấy. Tiềm năng thì rất lớn, mình nghĩ là về tương lai thì nó sẽ phát triển, tuy nhiên thì phát triển nhanh hay không thì nó còn phụ thuộc vào ý chí của nhiều người. Đúng không? Cái luận là 90% thanh toán nội dung số Việt Nam thì vẫn đang chuyển qua telco và telco vẫn đang thịt mất phần lớn tiền. Rất là buồn. Thì thực ra bọn mình làm cái OnePay của bọn mình thì nó là một cái nó giải quyết mấy cái vấn đề ở trên thôi. Tức là bọn mình muốn đem tất cả những cái kết nối của telco mở open ra cho tất cả các bạn. Các bạn miễn là các bạn có một cái tài khoản ở trên hệ thống của bọn mình thì các bạn có thể dùng tất cả những kênh thanh toán từ trong telco đến ngoài telco để các bạn có thể kinh doanh thu tiền trên game, trên app, trên sản phẩm của các bạn. Thì các bạn không cần phải biết là ví dụ như mình là cá nhân hay pháp nhân, các bạn cũng không phải chứng minh rằng là tháng này em sẽ kiếm được bằng này tiền cho anh, hay là tất cả những cái thứ đấy thì bọn mình mở theo cái con cái hướng là bọn mình completely là open, nên là đấy là cái concept mà bọn mình làm với sản phẩm OnePay. Mình cung cấp hết tất cả những cái API và SDK mở cho các bạn developer hoặc là các cái công ty phát triển sản phẩm có thể
cắm thẳng vào sản phẩm luôn để thu tiền khá là tiện. Tầm nhìn thì thực ra mình cũng ở năm năm ngoái thì mình start ở Việt Nam, tuy nhiên năm nay thì mình cũng ngắm nghía một số thị trường Đông Nam Á tương tự như mình, chẳng hạn như là Indo hoặc là Thái Lan. Thì với những cái thị trường đó thì thực ra khi mà mình sang thì cái mức độ phát triển của thị trường nó không được như ở Việt Nam, và mình tin rằng là cái câu chuyện này nó hoàn toàn có thể thực hiện được ở khá là nhiều nước ở trong khu vực. Thì mô hình của mình nó chỉ là một cái trung gian kết nối thôi. Mình làm việc với tất cả các cái bên payment provider và cung cấp cho các bạn các cái API hoặc là SDK để các bạn tích hợp một cách tự động. Các bạn cũng không phải đi xin, cũng không phải làm gì nó mất thời gian cả. Có hỏi là thực ra thì có rất nhiều người hỏi là thế để mà nói khoảng ba cái điểm tốt của sản phẩm thì có gì hay, thì mình nghĩ rằng là thực ra các bạn làm sản phẩm cũng nên nghĩ ra ít ra ít nhất khoảng 3-4 cái điểm mà các bạn nghĩ rằng là nó khác người khác, thì cái đấy nó sẽ giúp cho người khác dễ nhớ các bạn hơn, bởi vì nếu các bạn làm một thứ me too thì thực ra thì nó cũng rất là buồn. Thì đầu tiên là cái của một bay của mình thì mình làm với concept hoàn toàn mở, tức là nó không có bất kỳ một rào cản nào khi mà tích hợp với của bọn mình cả. Thứ hai nữa là bọn mình xây cho tất cả những cái bên mà cắm các cái công vào các cái công cụ thanh toán của mình ấy, thì một cái hệ thống quản lý phân tích dữ liệu, thực ra là nếu mà các bạn dùng các bạn sẽ thấy là nó khá là hữu ích, nó rất là cụ thể, các bạn biết được rằng là bạn thu tiền cái game nào tốt và giờ nào, rồi là tất cả những cái thứ đấy thì đều có. Và cái điểm thứ ba đấy là thực ra thì cái này nó cũng khá tháo bạo, bởi vì thông thường thì khi mà mình lấy tiền từ telco về thì nó cũng phải mất khoảng tầm nhanh thì cũng phải tầm 1 tháng rưỡi. Tuy nhiên thì bọn mình chấp nhận cái câu chuyện là bọn mình ứng trước tiền cho các bạn. Thì đó là một cái thứ mà mình nghĩ rằng là không có nhiều người có thể chấp nhận, không dám chơi cái câu chuyện đấy. Thì với những cái mà mình có thì bọn mình có thể ngay kết thúc tháng hoặc là 2 tuần một lần các bạn có thể cầm tiền luôn. Thì đảm bảo cho cái việc là các bạn sẽ không bị động trong cái việc là lưu thông cái dòng máu ở trong người, đúng không? Vì bị tiền nhiều lúc nó rất là mệt. Bây giờ thì chắc năm nay, năm 2014 thì volume của bọn mình dự kiến đâu đấy khoảng tầm 20-25 triệu, tức là hy vọng là nó khoảng tầm 25 triệu đô chảy qua hệ thống của mình. Năm ngoái thì nó được khoảng tầm 50 triệu gì đấy. Thực ra lúc mà pitching ở demo là ý định là sẽ kết thúc chốt được khoảng tầm 10-15 triệu. Tuy nhiên thì lúc mà kết thúc năm 2013 thì cũng được khoảng gần 10 triệu. Thì năm nay bọn mình dự kiến được khoảng tầm 25 triệu. Thực ra 25 triệu này nghe thì nó oách thôi, nhưng mà so với cái volume của thị trường như mình nói với các bạn là 14.000 tỷ tiền doanh thu game, đúng không? Và nó đâu đấy khoảng tầm tỷ 2, tỷ rưỡi đô tiền tổng nội dung số nói chung, thì các bạn sẽ thấy rằng là con số này nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Không, thực ra đại dương nó rất là xanh. Và rất nhiều người tại cái thời điểm đấy, khi mà mình làm cái thanh toán này, mọi người bảo mày điên là có 30 thằng làm rồi. Xong mà thực ra thì cái câu chuyện khi mà bạn nhìn ở một cái góc nhìn khác, bạn có một cách tiếp cận khác, thì thực ra đại dương của bạn nó hoàn toàn khác. Chuyện đấy là chuyện mà mình nghĩ rằng là các bạn có thể suy nghĩ. Khó khăn thì thực ra thì đấy, như mình nói, tức là cái lúc mà mình ra thì không phải là có một mình làm, cũng khoảng tầm mấy chục ông cùng làm. Tuy nhiên thì họ có cách làm của họ, và cái name của họ ở trên thị trường nó không phải là thanh toán cho nội dung số. Nó có thể là thanh toán cho e-commerce, họ có thể thanh toán các cái hệ thống bank, Mastercard. Tuy nhiên thì nó không phải là nội dung số. Điểm thứ hai đấy là một cái công cụ thanh toán ấy, thì các bạn sẽ nghĩ rằng là tại sao mà một cái công ty, ví dụ các bạn làm game, làm sản phẩm, các bạn thu tiền chẳng hạn, tại sao các bạn lại đặt toàn bộ tiền của các bạn vào một cái ông đi thu tiền hộ, đúng không? Thì nó phải là có lòng tin, là cái độ trust cực kỳ quan trọng. Thì độ trust của một pay được xây dựng thì mình nghĩ rằng là nó dựa trên những cái con người làm một pay nhiều hơn. Tức là bọn mình khi mà cái thời điểm đầu bọn mình làm là bọn mình chủ yếu là dùng uy tín cá nhân, tức là ví dụ khoảng 7-8 năm đi làm ở trong ngành này, quen biết được anh nào thì chắc là anh ấy cũng quý mình rồi thì anh ấy dùng. Thì tuy nhiên thì về sau này thì tất cả mọi thứ nó phải được quyết định bằng hệ thống, chứ nó không phải là quyết định bằng con người, vì hệ thống nó luôn mang tính ổn định hơn con người. Khi mà tất cả mọi thứ các bạn, tức là làm việc với khách hàng, làm việc với đối tác, làm việc với tất cả các bên mà nó mang tính hệ thống, thì cái độ trust của nó sẽ cao hơn cái việc là làm việc theo cách của con người. Con người có thể ốm, có thể không, có thể available, có thể không, đúng không ạ? Thì hệ thống là cái điểm mà mình nghĩ là build một cái gọi là long term. Sau đấy thì bài giải toán dòng tiền. Hồi đầu thì bọn mình cũng thực ra là một bay là một công ty con của MWork, cho nên là
lúc đầu thì mình cũng có khoảng tầm vài chục tỷ ở trong người. Tuy nhiên, sau đấy thì lúc mà làm với cả rất nhiều bên nó to quá rồi thì nó bắt đầu to nhanh thì phải bảo chết, bây giờ tiền phải cân bằng tiền, thế là hệ thống lại phải tuning lại để làm thế nào đấy để optimize được cái dòng tiền, để nó không phải là một lúc tự dưng lại phải, khi mà cái dòng tiền luân chuyển nó phải đảm bảo được là lúc nào cũng phải có tiền để trả cho các bên hoặc là trang trải, thì cái đấy nó là một cái sức ép. Bởi vì nếu mà cái đấy mà như giống như cục máu đông nó tụ lại phát là một lúc trả khoảng tầm 50 tỷ mà trong người thì có khoảng tầm 5 tỷ thì thôi chết rồi, lúc đấy nó rất là mệt. Cái thách thức với cả một bay như cái điểm cuối cùng mà mình thấy đến bây giờ mình cũng cũng vẫn đang phải trải qua, đấy là cái việc kiểm soát rủi ro. Bởi vì liên quan đến tiền nên là kiểm soát rủi ro nó rất là quan trọng. Nó rủi ro từ việc là khách hàng khi mà họ sử dụng các cái công cụ thanh toán đấy như thế nào, họ kiện cáo, hay là cái việc mà một cái người dùng một cái kênh thanh toán họ đi kinh doanh những cái gì, mình hệ thống review sẽ gọi là review rồi là hậu kiểm rồi là tất cả những cái thứ kiểm soát rủi ro về mặt dòng tiền, rủi ro về mặt hệ thống, rủi ro về mặt bảo mật, tất cả những cái thứ đấy thì bọn mình bây giờ cũng vẫn đang phải giải, bởi vì là tất cả những cái này nó rất là quan trọng đối với một hệ thống thanh toán. Đến giờ đến phần cuối cùng, phần kinh nghiệm mình làm cái sản phẩm này. Bởi vì thực ra cái sản phẩm này đến thời điểm hiện tại nó mới tồn tại được 1 năm thôi, nó chưa phải là quá dài. Thì mình khi mà mình làm tất cả sản phẩm thì mình thường trả lời một số câu hỏi, ví dụ như là sản phẩm này nó làm gì cho bạn, tại sao mà nó lại tồn tại, cái lý do nó tồn tại, thì tốt nhất là mình trả lời được bằng một câu. Giống như các bạn đi pitching ở trong event mà các bạn gặp một ai bảo gì chào bắt tay xong hỏi thế mày làm gì, đúng không, thì mình trả lời đúng một câu là ta làm này làm này làm này, thế là được. Thứ hai nữa là ai sẽ dùng, mình phải define rất là rõ cái khách hàng của mình là kiếm tiền như nào. Thực ra cái mô hình rất nhiều bạn bảo là ok em kia em dựng một cái website lên em có traffic xong rồi em sẽ bán quảng cáo, đúng không? Mô hình thì nó cũng như thế, nhưng mà tất cả mọi thứ nó phải rất là thực tế, nó không phải là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là nó giống như kịch bản rằng em có cái này em sẽ có cái này em sẽ có cái này, bởi vì nó có rất là nhiều biến số. Và các bạn phải biết một cách rất là rõ ràng trong cái việc là các bạn tại sao mà người dùng lại trả tiền cho các bạn. Thì mình thấy là có 3 kiểu trả tiền. Thứ nhất là nhắm vào người có tiền hoặc là người cần cái ở đâu có tiền thì người đấy sẽ họ sẽ dùng một số thứ và sẽ trả tiền cho mình. Giống như cả cái transaction, cái việc mà mình cung cấp một cái công cụ để họ bán hàng chẳng hạn, đúng không? Thì ở đây chắc chắn là có tiền nó chảy qua và mình sẽ thu được một ít phí ở trong đấy, gọi là cái tiền transaction fee chẳng hạn. Thì đấy là thứ hai nữa là làm user thích trả tiền. Ví dụ như chơi game chẳng hạn, muốn mua cái kiếm hay muốn mua bộ quần áo chẳng hạn thì là rất là thích, là trả tiền. Điểm thứ ba đấy là dọa phải trả tiền. Ra cái dọa phải trả tiền này thì chủ yếu là cái mô hình kinh doanh, như kiểu là ví dụ như là các công ty bán phần mềm diệt virus chẳng hạn, dọa phải trả tiền, đúng không? Kiểu không cài cái này kiểu gì máy mấy tháng sau cũng kiểu chết này kia, rất là kinh. Thì cái đấy cũng là phải trả tiền. Điểm tiếp theo thì phải phải hiểu được cái process, bởi vì là trong công ty một tuần của mình thì cái người mà mình nghĩ rằng là một trong những người quan trọng nhất là COO chứ không phải là CEO. CEO thì chẳng quan trọng lắm, nhưng mà COO là quan trọng hơn. Đấy, thì ở riêng riêng ở một bay thì CEO nó cực kỳ quan trọng, vì nó đảm bảo tất cả mọi thứ lưu thông nó được ổn định, nó được theo đúng cái flow của nó. Liên quan đến idea sản phẩm thì như mình nói, thực ra thì bọn mình làm một bay mình không nghĩ về product, vì thực ra product nó chỉ là cái mà để phục vụ cho cái nhu cầu của con người thôi. Mình nghĩ nhiều hơn đến cái nhu cầu của con người, họ đang cần cái gì, họ cần ăn cần uống họ cần gì, thì ở đây họ cần một cái công cụ thanh toán nó đủ tốt, họ cần một công cụ thanh toán nó đủ tiện, họ cần tiền về đều, họ cần rất nhiều thứ. Thì mình suy nghĩ, mình đặt địa vị mình là cái khách hàng để họ suy nghĩ cùng với cả người này. À, thì mock up, tất cả mock up thì mình đều viết ra giấy, thường là mình dùng bút chì. Learn, tức là thực ra khi mà làm sản phẩm thì sẽ ngắm nghía xem là ok các cái bên khác, như là các cái hệ thống payment khác ở trên thế giới nó đang hoạt động như thế nào, các cái model ở khu vực ở Trung Quốc ở tất cả
thì nó đang như thế nào. Thì learn thì sẽ learn một số cách, à một số thứ thôi. Mình nghĩ là learn xem là họ sống như thế nào. Learn thứ hai nữa là họ chết như thế nào. Bởi vì có những cái startup hay là có những rất là nhiều các công ty họ đã làm một cái thứ tương tự như mình và họ đã chết rồi. Thì mình learn xem là bằng cách nào họ chết và liệu mình có chết như thế không. Đương nhiên là mình sẽ learn họ xem là họ kiếm tiền như thế nào. Một cái điểm nữa mà mình thấy đấy là scalability. Thực ra thì có một số các mình không đánh đồng cái chuyện là scalability đối với việc là bạn tập trung vào thị trường mass hay thị trường ngách. Chỉ có một cái điểm đấy là bản thân cái sản phẩm nội tại của các bạn nó có thể scale lên hay không, đánh chiếm cái thị trường mà bạn đã target hay không. Về UI thì như mình nói đấy, làm sao cho đẹp, bởi vì là investor thì thường là không biết code, tức ra là họ cũng chẳng đọc code của các bạn đâu. Là họ chỉ nhìn làm sao UI, ok sản phẩm này nhìn trông hiện là trông cool thế, ok thế là được. Về UX thì như mình nói, tức là làm sản phẩm thì các bạn nên, thực ra cá nhân mình thì mình quan tâm đến UX nhiều hơn, vì là làm nào đấy người dùng họ vào họ dùng được những cái mà mình mong muốn một cách đơn giản thuận tiện nhất, thì cái đấy nó và nó phải gắn với cả ngữ cảnh nhé. Tức là không phải là tất cả những cái tình huống mình ngữ cảnh nó đều giống nhau, cho nên là nó đi theo cái ngữ cảnh của người dùng. Để mà cái sản phẩm một pay nó được như hiện tại thì thực ra là cũng có rất là nhiều các cái đóng góp của khách hàng, những cái complaint của họ bảo anh phải làm như này em mới thu được nhiều tiền này, bảo chứ ok nếu mà cái này là hợp lệ và hợp pháp thì anh sẽ làm như thế. Rồi, hay là những cái complaint của khách hàng của mình chủ yếu là những cái bên mà họ kinh doanh nội dung, họ bán content, thì họ tất cả những cái ý kiến của họ đều giúp cho cái việc là cái mình xây cái sản phẩm thanh toán của mình nó tốt hơn, nó phục vụ cho họ bán hàng tốt hơn. Bởi vì tất cả những cái gì mình làm chỉ là giúp cho cái việc là họ có thể kinh doanh tốt, họ có thể thu tiền tốt từ người dùng thôi. Keep it simple, đúng không? Sau một cái khoảng thời gian ban đầu thì mình xây cái một bay này nó cũng khủng hoảng lắm, nó cũng nhiều chức năng rồi, là nó có nhiều thứ lắm. Nhưng mà như nếu mà các bạn dùng web nhiều thì các bạn làm web thì các bạn sẽ thấy là thực ra bản thân Google nó có một cái công cụ là thống kê xem là cái nút này nó được ấn bao nhiêu, nút kia được ấn bao nhiêu chẳng hạn. Thì theo thời gian thì mình sẽ thấy rằng là ok có những cái thứ mà không bao giờ người dùng họ quan tâm đến, họ không bao giờ dùng đến. Và thực ra mình thấy rằng là cái việc mà mình đưa nó vào ngay tại điểm đầu tiên nó chỉ thỏa mãn cái tôi của mình thôi, thì nó cũng chả liên quan đến user cả. Thì nó tốt nhất là giết nó đi cho nó đơn giản. Keep it cool. Bởi vì đối với một cái hệ thống thanh toán ấy, bởi vì ở đây sẽ có một số bạn pitching trong cái demo ASEAN năm 2014, cho nên là mình cũng chia sẻ luôn là cái lúc mà mình demo cái sản phẩm của mình thì nó demo cái gì. Theo các bạn thì mình nếu mà là một hệ thống thanh toán thì mình sẽ demo cái gì? Không phải là mình demo cái giao diện website của mình mà mình demo cái hệ thống report. Và khi mà mình đứng mình nói ấy, khi mà mình bắt đầu mình đứng mình nói ở cái hệ thống report đấy thì là nó có một cái dãy số nó đã tại cái thời điểm đấy thôi, đúng không? Và khi mình nói xong cái câu chuyện của mình ấn F5 thì nó nhảy khoảng tầm vài triệu. Tức là cái tiền này nó luôn chảy ở trên cái hệ thống này. Và mọi người cảm thấy rằng ok, một cái hệ thống thanh toán thì tiền nó phải chảy qua, đúng không? Thì mình nghĩ rằng là cái đấy là cái mà khiến cho cái sản phẩm của bạn nó ở trong mắt người khác nó có ấn tượng hơn một chút. Tại vì đấy là cái mà nó gắn nhất với cả các bạn, chứ không phải là hình ảnh cô gái sexy hay gì đó. Và cái điểm cuối cùng mình nghĩ rằng là mình cũng phải chia sẻ đấy là có rất nhiều bài toán mà mọi người từ xưa đến nay mọi người đã đặt ra rồi. Bài toán về networking, đúng không? Facebook không phải là người đầu tiên làm về networking. Tất cả những cái công ty chẳng hạn như là Google không phải là công ty đầu tiên làm về search, hay là tất cả những cái mảng khác thì đều đã có người làm rồi. Tuy nhiên thì các cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là ở Việt Nam hay ở đâu đó trên thế giới thì cái việc thành công hay không thành công nó không xuất phát từ cái việc là bạn phát hiện ra cái vấn đề đấy. Và mình nghĩ rằng là nó nằm ở cái chỗ là bạn có một cái cách tiếp cận phù hợp, có một cách nhìn của các bạn. Có rất nhiều thứ thì khi mà bạn nhìn vào thì nó rất là kinh khủng, đại dương nó rất là đỏ, nhìn đối thủ cạnh tranh cũng già đấy, không hiểu sao. Nhưng khi bạn có một góc nhìn khác, bạn có cách tiếp cận khác thì các bạn sẽ thấy rằng là đấy chính là cơ hội của các bạn. Ok, đây có một vài hình ảnh bọn mình
Năm ngoái mình đi pitching đến MUFON. Ở đây có một cái startup school. Trong cái thời gian mà bọn mình sang bên đấy 10 ngày ấy, thì nó có một cái startup school, tức là tất cả các founder ở Silicon Valley ngồi lại để chia sẻ, giống như mình chia sẻ với các bạn như này, nói câu chuyện từ interview rồi là chia sẻ với cả mọi thứ. Thì trong nếu mà các bạn được đi Silicon lần tới thì chắc mình nghĩ rằng là các bạn sẽ được join vào cái chương trình này. Còn lại thì các bạn sẽ được đi khá 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 là nhiều công ty, thăm Google rồi thăm một số công ty. Ở đây có một cái, tất cả những cái thế này là chương trình họ tài trợ cho các bạn hết. Các bạn sẽ có một cái booth ở cái khu triển lãm, rồi sau đấy thì các bạn có thể giới thiệu với mình, với tất cả những người tham dự đến một phần này. Mình nghĩ là đấy là cơ hội rất là tốt cho các bạn. Ok, bài chia sẻ của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn.